Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì hôm nay thì mình sẽ review cái nick của mình. Cơ bản là chúng ta chơi, chúng ta trải nghiệm phiên bản đồ tím. Tuy nhiên thì cũng ta cũng có thể mặc trang bị đồ xanh. Bởi vì trang bị đồ xanh cũng có những món trang bị nó cực kỳ giá trị. Chứ không phải là nó bèo bọt, đúng không các bạn? Vẫn có những món trang bị rất là ngon. À, và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn thấy được cái nick của mình đây. Hiện tại là mình đã sắm một set đồ. Nói chung thì mình chưa ép được tím, khi nào mình ép được tím thì chắc chắn mình sẽ bỏ hết. Ở hiện tại thì mình dùng tạm những món đây. Bây giờ là xét hiệp cốt, như các bạn thấy sinh lực nội lực cực kỳ cao, một hồi nữa lên 47 thì chạm móc là ngon này. Đấy, xét hiệp cốt thì nó bình thường đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ kích hoạt những món còn lại. Mình chưa lấy cái chì, mình mua rồi. Cái chì băng sát có sinh lực, có sinh khí, có kháng hỏa, xanh các bạn nha. Nhưng mình chưa, mình gửi một người bạn thì mình chưa lấy. Hiện tại bà ấy đang ốp rồi. Mũ thì cái này thì chúng ta lấy sinh lực nội lực, nó kháng 14 cũng tạm ổn các bạn. Bao tay phòng thủ 15, làm chậm 30. Nếu như là phiên bản đồ xanh thì đây bao tay này hơi bị ngon đấy các bạn. Sinh lực 127 này. Đấy, sinh lực 127 này. Nhẫn là kháng hỏa 17, choáng 30, sinh lực 120 các bạn nha, nội lực 80, đấy, sinh lực 120 thì mình tối ưu cái này. Vì mình mặc sát hiệp cốt cho nên mình mua những món này nó kích thích, cho nên mình cũng không ngại. Đây, cái đây lưng. Kháng hỏa 17, sinh khí 13, choáng 30, sinh lực 95 và thể lực 100. Những dòng ưu tiên của mình là sinh lực và thể lực. Và cuối cùng là đôi giày tốc tốc độ chuyển 20. 30 mình kiếm chưa ra. Kháng hỏa 19, choáng không quan trọng tại vì nhiều rồi. Sinh khí 11 và sinh lực 72. Đấy, đây là một set đồ, những món option là cực kỳ giá trị. Nếu như chúng ta không có set đồ thì chúng ta sẽ không kích được. Mà may mắn thì mình mặc set hiệu cốt cho nên mình mua mấy món này nó cũng rẻ, chỉ mấy trăm vạn thôi các bạn, là có được những món nha như thế này. Đó, một set đồ xanh cực kỳ ổn, full luôn một món phòng thủ. Cái này thì đổi lại cái mũ phòng thủ lý nữa, kiếm cái mũ phòng thủ lý cỡ tầm mười mấy 20, làm chậm 30, mình chạm 40 là ngon. Vậy là đủ. Khi mình tăng á thì mình tăng mắt chùy nữa, mắt trung kim trung tráo nữa, là nó sẽ mắt phòng thuộc lý, mắt kháng băng và kháng hỏa. Chúng ta sẽ có được là 1, 2, 3 và 4 món. 4 món thì kháng hỏa nó cũng tương đối, nói chung là đủ trụ. Chứ còn nói về chết liền thì nó sẽ không chết liền, mà nó quá trâu thì cũng không trâu được. Bởi vì khi bút kim trung tráo thì nó sẽ trừ tà le tà lua luôn các bạn nha. Ok, đó anh em thấy đấy, chơi trong phiên bản đồ tím nhưng mà mình sử dụng đồ xanh. Cũng rất là ổn các bạn. Ok, mà clip của mình đến đây là kết thúc. Chuẩn bị lên cấp 100 rồi các bạn. Hiện tại là mình đang hạng 3 server. Vì sao? Vì mấy ông này ông ăn tôm dữ dội quá các bạn thấy đấy. Món me bê bét là hôm qua là 100 mà hôm nay 102. Bởi vì cái tốc độ ăn tôm khủng khiếp, cho nên là 4 5 tỷ kinh nghiệm là làm cái rẹt là lây liền. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Anh em nào chơi server Thành Đô thì chúng ta chơi trải nghiệm cho vui. Hiện tại thì mình cũng tham gia ban lương sơ, tuy nhiên thì mình tham gia là phụ, là phụ thôi, chứ còn mình cũng không giúp sức gì được nhiều cho anh em. Cho nên là trong thời gian tới thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ giúp sức cho anh em, chứ hiện tại được lù bù quá cũng không giúp được nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và anh em đã cài cấp đến cấp độ nào rồi cho mình một phần bình luận bên dưới. Xin chào anh em.